xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series mini game mini world. Và đây là cái gọi là gì ta? Hiệp sĩ núp à? Thích khách núp à? Trời ơi. Ok, xin chào các bạn nha. Xin chào. Ê, chào các bạn nha. Trời ơi. Trời ơi. Pixel sao lại xuống nơi đấy? Trời ơi, Pixel bị dụng núp. Bị dụng luôn à? Đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game rất là hay. Rồi mini game này ở trong Minecraft thì chúng ta có tên là TNT Run, còn ở trong này chắc là thôi cái này là tuyết à. Snow Run chắc. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta đó là chạy, cứ chạy mãi và ai là người gọi là sống sót lâu nhất thì là người đó chiến thắng thôi. Rất là đơn giản. Chúng ta cứ chơi một game nháp trước nhỉ, Pixel nhỉ? Ok, nháp trước okay. Nháp trước các bạn ơi. Sau đó thì mới gọi là xé nháp. Rồi, bắt đầu. Đó, cứ chạy. Chạy như này, đó các bạn thấy không? Cái này rất giống TNT Run luôn, nhưng mà cái này nó không nổ. Cái này là cái này nó không có TNT. Ôi, cái này là kiểu như là mấy rồi luôn, mình rớt xuống luôn các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Hai người chạy rất là khó. Ui, Pixel trên đó, Pixel thắng rồi. Nhưng mà không sao. Đúng rồi. Ấy, bắt đầu mình bắt đầu trời, giữ bình tĩnh nào. Trời, Pixel xuống rồi, thế nên là mình ấy, cái này phải nhảy thật là wow. Đó. Rồi, tầng thứ 3 rồi, tầng cuối cùng rồi. Đó, bạn thấy không? Cùng nhau luôn. Nào, xem ai là người sống sót cuối cùng nào bạn ơi. Nhảy. Nhảy. Trời ơi, xong. Rồi, Pixel đan luôn. Yes. Trời ơi, xong luôn. Pixel chết luôn các bạn ơi. Mình vẫn xem. Rồi ok, thôi mình chết đi. Đó, đấy là nháp các bạn ơi. Đấy là nháp. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi game đầu tiên nha các bạn. Ui, vẫn còn xem luôn hả? Còn ai chơi đâu? Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu cái game đầu tiên. Mình với Pixel đang bơi dưới lava này. Trời ơi, tắm lava luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên. Rồi ơi, rồi lần này chúng ta sẽ game đấu chính thức nha bạn nha. Yo luôn, game đấu chính thức chuẩn bị bắt đầu. Yo. Úi giời, chạy nào. Trời ơi, đây là TNT Run phiên bản mini world. Thực ra đây. Ôi xong. Bị núp cắt mặt. Trời ơi. Chưa. Làm sao? Không phải flo. Wow. Ui. Trời ơi. Núp dụng rồi. Chết rồi. Flo quá các bạn ơi. Mình cũng dụng nốt. Trời ơi, tí chết. Làm sao? Mặt nhau như thế. Trời ơi. Chúng ta là đối thủ của nhau. Sắp thành đối thủ truyền kiếp rồi, giống như mình với cả Kiều ạ. Wow. Ấy. Rồi. Trời ơi, có vẻ là lần này sau cái phi vụ rồi lần sau phi vụ nháp có vẻ là trình độ đỉnh cao lên rồi. Mình sẽ chạy các bạn này. Kệ Pixel đi, cho Pixel cứ chạy ở trên đấy đi, mình ở dưới. Mình ở dưới lấy địa bàn trước. Đó, ai là người sống sót cuối cùng ở cái tầng cuối cùng này thì mới là chiến thắng này. Trời ơi. Rồi. Rồi luôn. Pixel đang ngã xuống lava bạn ơi. Thôi mình cứ cố gắng thử xem là mình sinh tồn được bao lâu nha bạn nhé. Hey. Ôi ơi, chết rồi, không thể nhảy được đi đâu nữa rồi. Chịu chết luôn. Rồi, ok, game đầu tiên mình win. Rồi, chúng ta sẽ đến với game thứ hai các bạn nhé. Game thứ hai. Rồi, chúng ta đến với game đấu thứ hai các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, bắt đầu. Run. Thôi mình chắc là mình chết rồi, đổi sai góc nhìn rồi. Rồi. Đang định bảo là không biết là có lên đổi góc nhìn không. Chết tôi rồi. Trận này khó. Nhưng đôi khi xuống dưới trước này là một lần. Không, chưa chắc đâu Pixel ạ. Trời ơi, Pixel xuống dưới đây mới rõ này. Trời ơi. Bởi vì sao? Bởi vì mình xuống dưới này trước là Pixel cứ đứng trên đấy chạy hoài luôn. Và cơ hội thắng của Pixel cao lắm, bởi vì là Pixel chạy theo vòng thì bao giờ cho chết phải không? Nhưng mà vòng rồi bây giờ nát hết rồi. Thế hả? Thế thì để núp lấp cho. Ui! Đấy! Rồi bây giờ nhảy luôn, nhảy cá từng ở đây luôn. Rồi Pixel cũng xuống cùng mình luôn. Ôi! Tí nữa thì. nè, cắt mặt nhau chơi. Chơi đánh bóng chơi. Đánh bóng chơi. À,
Tôi lại sợ bạn quá. Đánh võng chơi. Đánh võng chơi đi. Trời ơi. À. Ui xin chết. Trời ơi. Yes. Trời ơi trời. Đó bạn thấy không? Bạn này khó chịu quá. Thề luôn. Game TNT Run phiên bản mini world hay ghê. Rồi. Pixel đã thua game đối thứ ba. Ôi, từ ai là mình cố gắng sinh tồn để xem được bao lâu các bạn ạ. Đấy, cố gắng. Chết chưa? Chưa. Trời ơi, đang gọi là sống dài lắm ấy. Rồi luôn, chết luôn rồi. Ok. Kết thúc game đầu tiên. Đấy, trời ơi, mình đã giành chiến thắng với tỷ số knock out luôn. À, chúng ta đến với không à, mini game thứ hai đi. Mini game thứ hai đi. Ngày hôm nay rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi nhiều. Hai mini game đi, hai là số nhiều à. Ok. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với mini game thứ hai các bạn ơi. Mini game thứ hai có tên là Skyward. Đấy, Skyward các bạn nghe thấy quen không? Rồi, quen hay không thì luật chơi như thế nào đó là chúng ta sẽ tiêu diệt đối phương, ăn những cái ngôi sao để có thể là được điểm, ai nhiều điểm hơn trong vòng 5 phút thôi. Đấy, 5 phút tính từ khi bắt đầu, ai nhiều điểm hơn người đó chiến thắng. Nó rất là đơn giản như vậy. Rồi, tiêu diệt đối phương bằng cái gì? Trước tiên thì Pixel này lấy súng này, lấy súng ống đi. Lấy rồi, Pixel okay. Lấy rồi. Snowball này các bạn thấy không? Đấy, mấy cái này là vũ khí tối tân nhất của chúng ta. Bộ áo giáp luôn, bộ áo giáp tối tân bằng sắt luôn bạn ơi. Rồi, mình sẽ mặc quả đá sau đó mới bắt đầu. Cái gì nó phải từ từ chứ nhỉ? Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Pixel mặc chưa? Đợi xíu. Okay. Rồi, ok. Rồi, ok, để cho công bằng thì chúng ta chờ Pixel mặc. Rồi, ok, thay đạn đã. Rồi, okay. Chúng ta sẽ chiến thôi. Cái này không cần đạn đấy bạn ơi. Đây, mình đắp ở đây đã. Đây là những cái ngôi sao kìa. Chúng ta thay vì việc ra giết Pixel, chúng ta phải lên đây ăn các ngôi sao. Hoặc là ăn cái ngôi sao kia là hình như được ít mấy lên ấy. Đấy, thay vì giết nhau thì chúng ta có thể lên đây ăn ngôi sao để có thể được nhiều điểm hơn. Nhưng mà thôi, mình chọn cách là tiêu diệt Pixel đi. Pixel đâu? À, Pixel Nú. Ây à. Được đấy. Một điểm đầu tiên. Trời ơi, xong rồi. Tại mình đang muốn đi ăn, muốn sao, mình muốn À không muốn chiến đấu à? Không muốn chiến đấu. Ui. Trời. Ôi chết luôn kìa. Biết thế mà lại mình nhảy qua ăn sao luôn các bạn ơi. Rồi ok. Chúng ta phải nhanh lên, không Pixel ra ăn sao kìa. Ăn mấy cái sao đấy lên điểm nhanh lắm. Một cái sao to này là mấy mạng đấy. Chết rồi. Pixel đang ra kìa. Xông lên. Rồi Pixel đâu? Đúng rồi. Còn lâu mới biết người ta ở đâu. Đâu? Còn lâu mới biết. Ở đâu còn lâu mới nói. Ui. Bắn một quả đấy chuẩn thế. Chuẩn hơn cả Lê Duẩn luôn. Chẩn hơn cả Lê Duẩn. Trời ơi, mình còn một máu chứ. Rồi ok. ba. Rồi bây giờ mình sẽ lên. Người bè bay qua kia mới là khó kìa. Thế luôn, máu ít thế này sớm muộn thì cũng chết thôi. Chết bảy tay. Đấy. Rất là khó các bạn ơi. Muộn gì cũng chết thôi. Tranh nhau mấy cái sao này thôi, mình quyết định rồi. Không ăn sao nữa. Bè Pixel ăn được thì gọi là gấp 3, gấp 4 mình thật đấy. Nhưng mà thôi, chấp nhận đây. Mình sẽ chọn cách đó là rình dập Pixel không để cách là rình dập con cá mập. Rình dập con cá mập. Nào, nhô ra. Ai hi hi Pixel. Khó chịu nha. Rồi, khó xa chịu. Phải đứng này tranh nhau khó thật đấy. Pixel. Ui, vào đầu luôn. Rồi. Đã thế không chọn cách ăn sao nữa. Trời ơi. Đấy, thường thì các bạn chơi Skyward ở trong Minecraft thì là chúng ta chế đồ đi nhặt đồ, nhưng mà ngày hôm nay Skyward trên này là bắn nhau. Trời. Kinh thế. Cái này dùng để đánh chậm các bạn ấy. Snow. Kinh thế. Pixel đâu ta? Đi. Ui ôi. Ngó cái đầu lên. Đã cố gắng núp ở đây rồi, rồi còn 2 phút thôi. Mình đang dẫn trước Pixel 2 điểm bạn đây. Hello you. Hello Sprite. Bây giờ Pixel phá được ăn được 2 ngôi sao kia, phá được cái kia, Pixel win mình luôn đấy. Thề bạn luôn là win chắc luôn. Khó lắm. Thế nên là Pixel đâu ta?
Pixel định làm cái gì? Cân nhảy được lên đây rồi. Pixel định làm cái gì? Định làm cái gì? Định dập con cá mập à? Trời ơi, thích bắn nhau thôi à? Thế bây giờ bắn nhau, bây nút không để lên được, bởi vì lên cái là Pixel ra, Pixel bắn cho. Ui, dưới kia còn mấy con nhện kìa. Trời ơi, chuẩn bị này. Đánh lạc hướng Pixel mà không có được. Ôi, đã bị gọi là gia cát Pixel tiên sinh. Đoán đúng. Gia cát Pixel tiên sinh. Ui. Trời ơi, không trúng kìa. Thấy chưa, bị gia cát. Mình trúng nút một cái rồi. Gia cát nút tiên sinh chuẩn chưa? Chuẩn bài chưa? Chưa đâu. À, vẫn nhảy được. Ui. Trên cái hòn đảo trời này nhảy cao thật. Nhảy xa nữa chứ. Gia cát Pixel, gặp gia cát nút tiên sinh. Gia cát Pixel. Wow, không chết kìa. Trời ơi. Lại quá. Sao mình bắn trúng nút mà nút không chết nhỉ? Bắn. Bây mình đảo nha các bạn ơi, đảo gọi là giang lạc đấy. Còn. Ui, không trúng kìa. Giang lạc này. Đảo nào? Giang lạc này. Đảo nào? Chúng ta đảo giang lạc đấy. Giang lạc nào? Trúng rồi. Ui trời ơi. Trúng rồi. Núp chết luôn rồi kìa. Núp bị ngã té gãy giỏ. Rồi, luôn còn 5 giây luôn. 5 giây thôi thua rồi. Rồi luôn. Wow. Ok thì mini game thứ hai lại là mình chiến thắng các bạn ơi. Trời ơi, có lẽ là ngày hôm nay mình may mắn sao ấy. Rồi. Để không sao nữa. Được bắn nhau phải không? Ok thì đây, thôi chúng ta ra ngoài này chúng ta đứng chào đi. Cho nó gọi cầm mỗi cái kẹo mút snowball nhỉ. Snowball ra. Thế thôi, lúc đây không gọi ra bắt tay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nào, ra cắt núp và ra cắt Pixel bắt tay nhau. Ok thì có lẽ rằng là hai cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Và nếu bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái clip này, yêu thích các cái mini game ở trong mini world thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye, chào mọi người nha. Bye bye. Trời ơi, thôi đi bơi đây. Trời ơi, lần đầu tiên được tắm ở trên đảo trên trời thế là thôi bơi đã.